Hi, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ chơi iClim các bạn ạ. Đây mình sẽ chế kem để ăn nhé. Rồi đây là mùa hè rất là nóng bức luôn, mình sẽ chế kem ăn đây. Mình đã chế xong một cái kem rất là tuyệt vời. Ăn cái kem mà béo phì luôn các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi lấy chìa khóa đây, mở cửa ra ngoài nhá. Ok, mình sẽ mở cửa ra. Ủa, không bắn kem các bạn này. Trời ơi. Hey, you. Yeah. You tell me, sweet little boy. Yes, oh, you. Ông bắn kem đi. I know you have Liz, and I want you to release her. Liz? I think you're confused, boy. No, I know it's you. I saw her in the trunk of your dirty van. If you don't release it, geez, I'm gonna fry your brain with this shotgun that I made myself. Do you really think I know who you're talking about, huh? I don't remember the names of all the children I captured, you idiot! Stupid boy! You have the guts to face me, huh? But you're not fat enough to be useful to me. Wait a second. There's an easy solution to that. Open up and say, ah! Perfect landing. Done. Very tasty ice cream. I don't know why you did this, but I'm gonna exterminate you anyway. Oh, what's happening? What is this? Oh, hello, chubby boy. Now you're chubby and clubby just like I like Trời ơi các bạn ơi, cứu mình với. Rồi mình sẽ dình tên này không nhỉ. Wow, đây có rất là nhiều súng các bạn ạ. Ui xa. Ui dồi. Mình sẽ chờ. Chết chợ, chết chợ. Ồ, ông gióc chết. Ông dốc với tha này, ông dốc hồi nhỏ bạn chết chưa. Wow, rất là nhiều súng luôn. Bây giờ mình sẽ tới shopping nhá các bạn nhá. Xe hàng kìa các bạn. Ôi trời ơi. Gì xảy ra vậy các bạn? Ông không biết ông rót đằng đầu rồi. Ui shit. Đi sẽ bắt đầu đây nhé. Mình sẽ cần vào trong đây lấy cái xẻng các bạn ạ. Ok, lấy được một cái xẻng rồi. Ui xa ông ấy, nằm trên đàn quay. Thôi bây giờ mình sẽ cần phải chạy thoát ra khỏi chỗ này thật là nhanh luôn nhá. Giờ mình sẽ tới chỗ cá pinh đây. Wow, rất là nguy hiểm.
Ờ, bây giờ sẽ đi ra ngoài đây. Ủa, bên đây cũng thế các bạn ạ. Ôi. Mình sẽ cần đi tìm tấm bản đồ nhé. Rồi, đây rồi. Đây, tấm bản đồ đang đây. Mình sẽ phải đi lấy cái xẻng này này. Đi đào món đồ đó nhá. Đó chính là một tấm bản đồ. Rồi, không biết ông ấy đang đâu nhỉ. Rồi bây giờ mình sẽ theo lên nhá. Chết rồi, ông ấy lên đây thôi. Oh my god. Tôi xong rồi. Ồ, nó đưa mình về đây các bạn ạ. Ồ. Oh my god, súng này các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ không sợ bắn keo rồi nhá. Mình sẽ chui theo lối đường tắt thời gian. Đấy. Đây là một lối đường mót các bạn ạ. Oh, oh my god, sao ấy đen xì các bạn nhỉ? Oh, bị lỗi rồi. Chết chưa? Bây giờ mình sẽ thăm con cá sấu của mình nhé. Thú cưng của mình xem như thế nào đây. Hello, hello, hello. Ôi trời, nó bắt đuổi mình. Hello, hello, hello. À, bây giờ mình sẽ chuyển qua tapping này. Mình quay lại để lấy cái món đồ vừa nãy các bạn. Oh. Rod, do you live here? Rod, are you at home? You have to go back to her. You still don't understand, please. You have to come back. Có một tiếng người nói trong cánh cửa ấy bạn ạ. Úi dồi. Rod. Well, in that case, I'll leave this to you. Oh, một bức thư. It has been written by your own mother. Mình sẽ. Rồi, ông ấy đằng đâu đây? Rồi, mình sẽ chạy ra bên ngoài nhé. Liệu mình kem ở ngoài nhỉ? Chết rồi, ông ấy đe sao đen xì nhỉ các bạn nhỉ? Oh my god. Thôi mình kệ ông này nhá. Mình sẽ đi qua Metro các bạn ạ.
Ui dồi, rốt đèn xì các bạn ạ. Thôi có khi là mình sẽ dừng clip đây thôi các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký và subscribe để ủng hộ kênh mình nha. Bye bye các bạn.